Để thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồn biên phòng Đồng Văn đã thành lập tổ tư vấn pháp luật, tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong tổ có những cán bộ biên phòng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khi tuyên truyền đã cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đặc biệt là tuyên truyền theo đúng phong tục tập quán để truyền tải các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con một cách dễ hiểu, dễ tiếp thu. Cán bộ đồn biên phòng Đồng Văn ấy, thì về tuyên truyền cho bà con nhân dân ở trong thôn mình để sau này mình biết cái phong tục lạc hậu ấy, của nhân dân trong thôn. Để nhân dân tức là không lấy chồng vợ sớm chưa đủ tuổi 18 đến 20. Các nội dung tuyên truyền thì cụ thể, hình thức thì phong phú và đơn vị thường xuyên bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ huấn luyện về kỹ năng huấn luyện và nội dung tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho bà con dân ở khu biên giới, đảm bảo cho bà con dân khu biên giới dễ gần, dễ hiểu và dễ thực hiện. Ngoài việc xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Đồng Văn cũng phối hợp cùng các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền trọng tâm là tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, qua các hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao tập trung tại phiên chợ, đồng thời kiện toàn các mô hình tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự, lấy nhân dân làm chủ thể tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đơn vị cũng xác định sẽ tập trung vào lựa chọn và tuyên truyền vào một số đối tượng trọng điểm như là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, rồi trưởng các dòng họ, đội ngũ thầy mo, thầy cúng, rồi nghệ nhân dân gian, vân vân. Việc đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Đồng Văn đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân, từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.